Hôm nay mình sẽ nói về cái việc vệ sinh cái băng của máy Game Boy. Sau một thời gian sử dụng á, thì cái máy Game Boy của mình á, có những cái băng mà nó rất là lâu rồi và nó cũ rồi. Và khi mà mình lắp băng vào á, thì máy nó không có khởi động được. Máy không khởi động được nha. Để mà chơi. Ví dụ mình nói cái băng game dock này đi ha. Mình sẽ cắm nó vào đây. Rồi, mình bấm khởi động lên nè. Các bạn nhìn nè. Cái chữ Game Boy này nó có ở đây á. Nhưng mà không có chữ Nintendo ở dưới này á. Thì chắc chắn là mình biết rằng là nó không load được cái băng. Và nó sẽ nằm đờ cái màn hình này. Nó không thể tiếp tục vào được nữa. Nó chỉ dừng lại đây thôi. Tức là cái máy này nó không thể đọc được game. Vậy thì á, cái cách khắc phục băng như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Bình thường á, mà mình hay làm nhất đó chính là việc mình sẽ vệ sinh lại. Mình chỉ nói với việc vệ sinh thôi. Còn nếu như mà nếu phải can thiệp vào trong cái mạch á, thì mình không có rành, mình không có biết được nha. Mình chỉ có vệ sinh thôi. Rồi. Mình sẽ tháo cái băng này ra. Mình sẽ tháo cái băng này ra ha. Bạn nhớ là cái vít này vít ba cạnh nha, của máy Game Boy nha. Và đối với băng rin á, thì là vít ba cạnh. Còn nếu như là băng fake á, thì nó sẽ có một cái số cái là vít bốn cạnh ha. Rồi. Mình sẽ tháo cái băng này ra. Bạn nhớ là cái băng này nè. Là mình phải trượt nó lên trên nha. Mình phải trượt nó lên trên. Rồi. Đó. Vậy thì cái băng này của mình hiện nay nó đã bị hỏng rồi nè. Và nó rơi cả cái pin này ra. Cái bản mạch này á, thì nó hàn trực tiếp hai cái chân này vào đây nè. Nó hàn hai chân này vào đây nè. Đó, cái chân nó sẽ nằm như thế này nè. Nhưng mà hiện nay là nó đã bị rơi ra rồi. Thì mình sẽ vệ sinh lại thử xem nó có đọc được không ha. Thì việc đầu tiên á, các bạn chuẩn bị cho mình sẵn một cái chai cồn nha. Chai cồn 70 độ. Đó, chuẩn bị trước đi. Rồi, mình sẽ lấy ở đây một ít. Mình sẽ đổ nó vào đây ha. Rồi. Mình chuẩn bị sẵn chai cồn. Sau đó các bạn mở băng ra. Mở băng ra ha. Và việc thứ ba nữa là mình làm là mình sẽ làm sao? Mình sẽ vệ sinh nó. Rồi. Mình sẽ tiến hành vệ sinh nó nha. Thì đây là trên tay mình là cái băng này. Các bạn nhìn quan sát nè. Đó. Nó bị bẩn nè. Nó bị bẩn rất là nhiều ha. Nó bị bẩn ở mặt trước nè. Mặt sau thì cũng tạm chấp nhận được. Và nó rơi cả cái pin này ra. Thì mình không biết rằng là nếu mà nó rơi pin ra thì còn chơi được nữa hay không thì mình không biết nha. Mà trước mắt thì mình sẽ lấy cái cù này mình vệ sinh cái đã. Mình sẽ vệ sinh nó ha. Mình sẽ vệ sinh nó. Đó các bạn thấy chưa? Ở đây nó rất là bẩn nha. Mình sẽ chỉnh cái đèn lên chút xíu để các bạn quan sát thấy ha. Đây. Đó, mình sẽ vệ sinh nó. Nè, nó có một cái lớp bẩn nó bám vào đây nè. Đó, nó rất là nhiều ha. Rồi, mình sẽ chà nó. Và cái mạch pin này thì chắc có lẽ là mình phải đặt ở trên Shopee về để mình mua một số pin về. Xong sau đó mình hàn cái mạch này lại ha. Mình hàn nó lại và mình làm cho nó đấu hai cái đầu này vào đâu vào nhau. Đó. Mặt trước, mặt sau. Mình chè cả mặt trước, mặt sau ha. Mình chè cả hai mặt luôn. Các bạn biết á, cái băng này nó sản xuất rất là lâu ha. Có khi nó được mười mấy năm rồi. Nó rất là lâu rồi. Thế nên là cái việc mà nó không thể chơi được là cái điều mà thường xuyên xảy ra. Không biết các bạn còn nhớ không? Tức là hồi nhỏ khi mà mình chơi băng game á, là mình hay thường phải lấy ra mình thổi xong sau đó mình lắp vào á. Đó thì cũng là một cái cách ha. Đó. Đây rất là nhiều cái miếng bẩn này nó bám vào đây sau một thời gian nè. Nó bị oxy hóa. Nó tiếp xúc với cái môi trường rồi nó rất là nhiều cái thành phần ở trong môi trường nó làm cho cái băng nó bị lão hóa. Nhưng mà mình phải công nhận là cái mạch của Nintendo là ngày xưa làm rất là xịn ha. Làm rất là xịn. Rồi. Bây giờ mình vệ sinh sơ qua như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ lắp vào thử xem nó đã chạy được tí nào chưa ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái băng này vào. Đó. Mình sẽ lắp nó vào thử xem nha. Mà nó không có cái cục pin này nha. Nó không có cái cục pin này nữa. Đó, cục pin này nó rớt ra ngoài rồi. À, nó lên được rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nó lên được rồi. Đó. Chứng tỏ là cái băng này rất là ngon. Thì theo như mình được biết á, cái băng á, mà nó có cái cục pin này vào trong này nè, có nghĩa là nó sẽ là real time clock, có nghĩa là nó thời gian thực. Ví dụ như khi mà mình chơi nuôi gà ảo đi ha, thì mình phải có cái thời gian nó chạy liên tục, thì cái pin này nó sẽ giúp cho cái băng mặc dù tháo ra rồi nó vẫn đang hoạt động trong đó, để người ta biết rằng là cái game nó vẫn đang tiếp tục hoạt động. Ví dụ nha,
7 giờ sáng các bạn cho gà ăn đúng không? Xong các bạn rút cái băng ra, thường nếu mà cái băng mà nó không có pin á thì nó sẽ không có hoạt động nữa. Và nó không có tính thời gian được nữa, nhưng mà cái băng khi mà mình rút ra nếu mà có cái pin này nó sẽ tính được cái thời gian. Có nghĩa 7 giờ, ví dụ như 10 giờ sáng các bạn lắp băng vô lại thì đúng 10 giờ thì 10 giờ trên cái băng nó vẫn đang hiển thị là 10 giờ, thì cái pin này hình như là nó làm cái công việc đó. Nó giống như cái pin CMOS ở trong máy tính vậy á, nó giúp cho mình chạy cái thời gian liên tục ha. Và cái này nó bị rơi ra rồi. Đó. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây mình muốn nói đó chính là việc là mình vệ sinh cái băng này ha. Mình vệ sinh cái băng này thì cái băng này nó đã hoạt động tốt trở lại. Đó. Có điều là nó bị rớt cái cục pin này ra rồi. Vậy thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ đặt ở trên Shopee cái cục pin này về để mình thay. Còn cái cách mà vệ sinh đơn giản nhất như mình nói vừa nãy ha. Các bạn chỉ việc làm sao? Chuẩn bị cho mình một cái chai cồn 70 độ. Sau đó các bạn tháo cái băng ra. Rồi. Các bạn sử dụng cái cồn này, các bạn lấy cái tăm bông nè, rồi các bạn chấm, các bạn vệ sinh cho mình ha. Các bạn chà cái bảng mạch này thì như vậy nó sẽ giúp cho cái băng này nó được tiếp xúc tốt hơn. Đó. Sau một thời gian mình sử dụng á, thì cái mặt của cái băng á, mình thường xuyên rút ra rút vô thì nó sẽ bị ăn mòn ha. Thì cái việc đó nó sẽ dẫn đến cho các cái mặt tiếp xúc nó kém. Và mình đang làm cái việc này thực chất thì mình chỉ là vệ sinh thôi chứ mình không có thay đổi được cái gì cả, bởi vì nó đã bị xuống cấp rồi. Đó, nhưng mà cái băng này mình khẳng định là nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn rất là tốt và nó chỉ bị rơi cái cục pin CMOS này ra. Như lúc ban đầu các bạn thấy là cái băng này nó bị dán tem niêm phong á, thì mình đã mở ra thì tất cả mọi thứ nó đều nguyên si hết, và khi mình lắp lại á, mà lúc mà mình vệ sinh xong rồi thì băng nó hoạt động rất là tốt. Thì đó chính là cái cách vệ sinh cái băng máy Game Boy Advance mà mình vừa hướng dẫn với các bạn ha. Thì mình mong rằng là cái clip này nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn, mà những cái bạn nào có máy Game Boy Advance mà có băng cũ mà nó không hoạt động được thì chúc các bạn sẽ có thể khôi phục lại được nó. Rồi, cảm ơn các bạn.